mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thành kính đảnh lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Mong nhờ qua lực Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng Ni, toàn thể chư Phật tử được năm điều phước báo sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức khỏe, có trí huệ, sáng suốt, tinh tấn tu hành. Cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi nghe pháp, xin mời chư Tăng Ni và các Phật tử chúng ta ngồi thiền trong 5 phút để gieo duyên. Bằng cách là chúng ta ngồi lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng, mắt nhắm lại, tay mặt để bên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 9 lần. Rồi chú ý vào hơi thở vô, hơi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, hoặc chú tâm nơi bụng, trong khi thở vô và trong khi thở ra. Trong khi thở vô, chú ý theo dõi hơi thở vô. Trong khi thở ra, chú ý theo dõi hơi thở ra. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm và hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Di đằng vô nhã, di đằng hôn tu, hôn tu nhã đa vô. Di đằng vô nhã, di đằng tu sơ khi ta, hôn tu nhã đa vô. Di đằng vô nhã, di đằng hôn tu, do sự phước bao mà chúng. Là món duyên lành dư coi những điều trời tâm tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng pháp cao, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng, viện chủ các chùa Tam Bảo,
Quang, Giác Viên, Thái Bình, vân vân. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay tại chùa Tâm Bảo, thành phố Đà Nẵng, ngày 16 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần, tức ngày 7 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, chúng tôi được duyên lành trong chuyến đi thuyết pháp các chùa Bà Đa, Huệ Quang, Hải Vân Sơn, Tân Ninh, thăm viếng chùa Giác Viên, Bình Đào, Thân Bình, Quảng Nam. Sáng hôm nay có duyên đến chùa Tam Bảo Đà Nẵng để dự lễ Hằng Thuận, tức là lễ cưới, cầu an phúc chúc cho một đám cưới tại chùa Tam Bảo. Sau đó thì vào giờ này thì dự một cái lễ nữa là lễ tôn vinh Hòa Thượng Pháp Cao lên ngôi vị chứng minh của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và chúng tôi thì được ăn theo lễ này vì chúng tôi không phải là tăng chúng ở thành phố Đà Nẵng mà cũng được Đại Đức Pháp Hiếu ưu tiên làm cho một cái hình rất đẹp để thờ cho nó trang nghiêm. Cho nên là hôm nay thì nó lại giữa cuộc lễ này nó có cái niềm vui và nỗi buồn. Tại sao gọi là niềm vui, tại sao gọi là nỗi buồn? Niềm vui vì mình được đến dự lễ, được ăn bánh kem, được tôn vinh, được nhận bao lì xì, được dự một cái đám cưới mini trong chùa. Nhưng mà nỗi buồn là mình sắp ra đi, sắp lên đường. Thường thường mình tu từ nhỏ tới lớn, mà tới cỡ tuổi này là Tết này chúng tôi là 65 tuổi, ngày Pháp Cao là cũng phải trên, chắc cũng 70 trên rồi, biết bảy mấy rồi, 73 mà nhìn ngài giống như 37 à. Vẫn còn đi chứng minh được, vẫn còn đi ăn bánh kem được là còn khỏe. Cho nên thưa quý vị, là niềm vui và nỗi buồn nó xen lẫn với nhau. Vui vì thấy cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui đại lễ rạc rào nước mây, trầm hoa Ấn Độ còn đây, đạo tràng nghiêm tịnh hương đầy thiền môn. Có niềm vui như vậy vì thấy các Phật tử đến chùa không phải là cái ngày truyền thống, ngày đột xuất. Vì chúng tôi đến đây thì Đại Đức Trụ Trì Pháp Hiếu được tin là chúng tôi đến để giảng ngày 14 ngày rằm, thì mới sắp xếp ngày sáng hôm nay, chứ trước đó thì không có sắp xếp cái ngày này. Tuy nhiên là cũng đến chùa rất là xúc động, rất hoan hỷ vì thấy chùa được là sơn phết mới, rồi bông hoa nhang đèn rất là trang trọng, rất trang nghiêm, rồi thêm một cái cây lì xì ngay trước chánh điện này, nó cũng thấy vui vui. Quý vị nhớ sáng mùng 1 tới sớm để giật, ai tới sớm giật thì còn nếu tới trễ là không là hết.
Rồi ra phía sau thấy cái cầu thang mà lên cái phòng của trên lầu được thay đổi vị trí, thấy cũng vui, để cho nó có một cái mặt bằng rộng ở phía sau chánh điện, để khi có một cái, những cái lễ hội mình có thể mướn rạp, mình che lên để mình tổ chức, rồi mình mời, mình trải thảm đỏ, mình mời những khách quý, những người Phật tử đến chùa bằng cái sự trân trọng của nhà chùa, thì nó đem lại một cái niềm vui cho người phục vụ, và cũng là đem lại niềm vui cho người được phục vụ, được trân trọng. Thưa quý vị, đó là niềm vui. Còn nỗi buồn là gì? Nỗi buồn là thường ông bà mình nói là trên 60 tuổi là hưởng thọ nếu mà chết đi. Hưởng thọ. Một cái niềm vui nữa mà chúng tôi xin quên nói, mà tính nói mà, nhưng mà rồi cuối cùng cũng quên. Bây giờ sẽ nhớ nó lại. Đó là có cái đội nghi lễ mặc áo dài trắng, đeo cái băng rôn, đoàn cung nghinh chùa Tam Bảo. Chúng tôi suy nghĩ rằng là cái đoàn cung nghinh này mà phát triển ra càng nhiều càng tốt, kể cả mấy bà già sắp chết cũng đeo được cái băng rôn đoàn cung nghinh. Cung nghinh Tam Bảo mà, cung nghinh Phật, cung nghinh Pháp, cung nghinh Tăng, cũng là một cái phước báo. Và đoàn cung nghinh này giống như đoàn nghi lễ, đoàn lễ tân. Người ta đến chùa thì thấy có một cái đoàn lễ tân cung nghinh, tức là mình thể hiện cái sự trân trọng đối với khách đến chùa, nhất là khách phương xa như chúng tôi chẳng hạn. Chúng tôi đến đây lúc khoảng 8 giờ kém thì thấy có đoàn cung nghinh có mặt rồi. Trong bụng thì đói nhưng mà tâm thì rất là vui. Đã ăn được cái thức ăn tinh thần. Có khi người ta đến chùa người ta không ăn cơm, nhưng ta thấy mình đối đãi một cách trân trọng, người ta vui. Và Phật Pháp chọn cái niềm vui của người khác làm cái niềm vui của mình. Đó là hạnh hạnh Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Tức là lấy cái niềm vui của người khác làm niềm vui của mình, để mình phụng sự, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật mà. Theo các chùa Bắc Tông Đại Thừa họ nói vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi rất vui, mong rằng là cái đoàn cung nghinh, là đoàn lễ tân này, hay là ban nghi lễ này phát triển càng nhiều càng tốt, để sau này mình đứng mình đón từ hết cái đường Phan Châu Trinh này luôn. Mình được quyền mà, đúng không? Mình cũng đứng ngoài đường thôi chứ mình đâu có làm gì đâu, cho nên cũng không ai làm khó mình. Đó. Rồi cái đoàn cung nghinh này thấy tín nữ, không thấy tiên nữ, chứ không phải tiên nam. Phải có tiên nam nữa. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, cùng nhau tu tập yêu thương, cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu. Chữ tăng tam học bắt cầu, tóc xanh tóc đỏ theo sao nói cười. Mình theo Phật Pháp là mình vui. Ở như nước Sri Lanka, mỗi lần có lễ hội là mỗi người cầm một cái cờ Phật giáo. Ở Ấn Độ cũng vậy. Vào tháng 4 âm lịch, chúng tôi ngày 13 tháng 4 âm lịch là ngày sinh nhật của Ambedkar, tức là một cái vị luật sư, một cái người soạn ra cái hiến pháp của nước Ấn Độ sau khi độc lập từ Anh. Thì cái ngày đó đó, người ta đi cái hàng ngàn 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 người đến ngay cái tòa nhà quốc hội của Ấn Độ để họ dự cái lễ ngày sinh của cái ông Ambedkar này. Và trong cái tòa nhà quốc hội này có làm một cái tượng, ông cầm một cái cuốn sách, và cuốn sách đó là nói là hiến pháp của Ấn Độ. Ông là Phật tử giai cấp nghèo trong xã hội Ấn Độ, tuy nhiên ông quy y Phật giáo, và ông kéo về khoảng 500.000 người Ấn Độ quy y với Phật giáo. Và cái ngày lễ sinh nhật của ông
tổ chức rất long trọng, các đoàn xe từ các tỉnh thành ở các nơi mình, nhất là ở cái khu vực của ông ở là cái vùng Bombay, về tại cái trụ sở tòa nhà Quốc hội để mà làm lễ mừng ngày sinh của ông. Còn hơn là lễ Phật đản, và mỗi người cầm một cái cờ Phật giáo, rất là rộn ràng, rất là hoan hỷ, rất là xúc động. Thì cũng vậy, cho nên cái niềm vui này chúng tôi xin được bày tỏ để mong Đại Đức Trụ Trì phát huy các Phật tử ở tại chùa Tam Bảo này, dù là Phật tử thường trực hay là Phật tử vãng lai, thậm chí Phật tử mình mượn các chùa khác, nhưng mà cũng là một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, nó tạo nên một cái không khí hoan hỷ thiêng liêng, thuyết phục, xúc động. Để mà Phật giáo thì có hai hình thức và nội dung, hay là hiện tượng và bản chất. Thì hình thức Phật giáo phải có, rồi bản chất Phật giáo phải có, nội dung Phật giáo phải có, hiện tượng Phật giáo là phải có, nhưng mà bản chất Phật giáo phải có. Ở trong tinh thần đó, hôm nay với thời gian khoảng 20 phút, chúng tôi xin được trình bày bài pháp mang tựa đề là Pháp Tối Thượng, Pháp Tối Thượng. Chính xác là Thấy Pháp Tối Thượng. Dựa theo bài kinh số 115, Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: Yo cha wa sa tăng di về Abha sang dhamma mutamang Ekang chivitang sayo Basato dhamma mutamang. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch như sau: Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Ngài Giới Đức ở chùa Huyền Không Sơn Thượng, Ngài dịch như sau: Trăm năm sống có ích gì, chẳng thấy bất tử vô vi pháp hành. Một ngày quả thật trọn lành, sống đời chứng ngộ vô sanh niết bàn. Thưa quý vị, Một ngày bằng 100 năm. Một mà đổi là 100, mà không phải 100, một ngày mà đổi thành 100 năm. 100 năm tính ra là 36.500 ngày. Một ngày một mà thành ra 36.000. Một mà thành ra 36.000. Như quý vị biết là tiền đô la bây giờ đổi là bao nhiêu? Một đồng đổi ra là 20 mấy ngàn, hai mấy, 24, 25, 26, 23, 24, 25, khoảng chừng 24, đúng không? Mình lấy cái trung bình đi 24, hoặc lấy tròn số là 25 đi. Mà 1 á thành 25, 1 đồng thành 25 ngàn, đúng không? Là đổi được. Thì một ngày mình đổi là 36.500 ngày. Một ngày mình có tu, một ngày mình có hành thiền, một ngày mình có nghe pháp, thì đổi tới 36.000 ngày ở cõi trời. Ý nghĩa là vậy đó. Một ngày ở đây thì nó có hàng ngàn ngàn ngày ở cõi trời, hàng chục ngàn ngày ở cõi trời. Sáng nay chúng tôi nói là tại sao gọi là nỗi buồn. Nỗi buồn là niềm vui, nỗi buồn vì mình còn phàm tăng mà. Chứ phải thánh tăng đâu mà hết buồn. Phàm phu mà. Phàm nhân mà. Chứ cũng buồn. Thấy cái hình mình được đặt lên một cái tấm, một cái khung rất đẹp. Buồn. Buồn là tại vì mình sắp lên bàn thờ rồi. Cái hình này mà thờ là đẹp dữ lắm á, đúng không?
Nó nói vậy đó. Nó buồn là vậy. Mình thấy cái hình, nhưng mà thấy cái chết. Đó là pháp bất tử là vậy đó. Hay là pháp tối thượng là vậy. Tại sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát chưa thành Phật, Ngài đi viếng bốn cửa thành, Ngài thấy được sanh, Ngài thấy người già, người bệnh, người chết và người ngồi thiền, rồi Ngài đi tu, rồi Ngài thấy được pháp tối thượng, rồi Ngài thấy pháp bất tử, rồi Ngài thành Phật. Tức là ngang qua cái hình này mà mình thấy được cái chết nó đến với chúng ta. Và cái người mà thấy được pháp tối thượng là thấy được sanh lão bệnh tử, sanh già đạo chết. Chứ đừng nghĩ là chúng tôi nói vậy, trời ông sư này năm đầu năm dương lịch mà ông nói chết không, xui không có. Đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui. Sáng nay vừa xui vừa hên. Gặp đám ma là cái hình này, gặp đám cưới là sáng nay mới xong. Gặp đám cưới là xui. Tại sao xui? Tại vì chú rể không phải mình. Xui quá. Người ta là chú rể, người ta là cô dâu, còn mình phải chú rể cô dâu. Xui. Hiểu sư nói gì không? Vậy đó. Gặp đám cưới là xui, mà gặp đám ma là hên. Hên là tại vì cái người nằm trong quan tài không phải mình. Mình chưa chết, hên quá. Nhưng cái đó là ý nghĩa thế gian cho vui thôi. Chứ ý nghĩa thực sự của nó là gì? Gặp đám ma là hên là tại nhắc mình tu. Tu là cội phúc, tình là giới quan. Tu một ngày bằng 36.500 ngày. Vô cho ba sa tăng chi vê, ai có thể sống 100 năm vô là người nào? Chi vê là có thể sống. Vát sa tăng, vát sa là mùa mưa, sa tăng là 100 mùa mưa, tức là 100 năm. Ai có thể sống 100 mùa mưa, gọi là 100 năm. Mà á bách xăng là không thấy, á là không, bách xăng là thấy, tham ma mút tâm măng là pháp tối thượng, đam má là pháp, út tâm măng là tối thượng. Không thể pháp tối thượng. Ê ca hăng là một ngày, chi bí tăng là sống, xây vô tốt hơn, bách sa tô thấy, tham ma mút tâm măng pháp tối thượng. Ý nghĩa là vậy. Chứ hôm nay quý vị đến đây một ngày, một buổi thôi, nửa ngày mà tu được, đến chùa tới nếu tâm mình tu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhăn thơm trầm. Tự nhiên mình đi gần Phật thì mặc áo cà sa, đi với Phật áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Cho nên mình đến chùa, mình đến gần Phật, đến gần sư, cái tâm mà áo cà sa mình nó xuất hiện. Đúng không? Như vậy đó, mình tu được nửa ngày. Mà nửa ngày thì thành ra là 36.000 chia làm 2 là 18.000. Nhưng mà chưa được nửa ngày, thành có mấy tiếng đồng hồ thôi. Một ngày tới 24 tiếng lận. Mình cho mình 6 tiếng đi, là 1/4 ngày. 1/4 ngày mà chia 36.000 mà chia 1/4 mà chia làm 4, nó ra nhiêu? 9 lần 4 36. Đúng không? Có 9.000 ngày thôi. Nếu gì tu được, hôm nay mới gì tu được, thanh tịnh cái tâm được, chánh niệm tỉnh giác, thành kính, thì mình chỉ tu được có 1/4 ngày, và mình đổi lại là được 9.000 ngày ở cõi trời. Đúng không? Còn nếu không tu được thì đổi lại 9.000 ngày ở địa ngục. Vậy thôi. 9.000 ngày làm ngạ quỷ. Ở đây là một cái sự so sánh khập khiễng nha. Một sự so sánh rất khập khiễng, chứ không phải là chính xác. Nhưng mà lấy con số đó để mình nói, để hiểu thêm. Nhưng mà ở đây Đức Phật này nói một ngày bằng 100 năm là chính xác. Còn chúng tôi đi so thêm nữa đó là không chính xác. Nó là bằng 9.000 ngày ở cõi trời, 9.000 ngày ở cõi địa ngục,
Quang đó là chúng tôi nói thêm thôi, nó không chính xác. Nhưng mà câu mà một ngày bằng 100 năm mà Đức Phật nói tu một ngày bằng 100 năm là chính xác. Đó. Thế bây giờ mình phải lượm chứ. Còn mình lượm, mình tu được một ngày thì mình được 100 năm. Mình tu được 10 ngày thì được 1.000 năm. Đúng không? Quý vị mà đến dự khóa thiền 10 ngày, như hiện nay Ngài Hòa Thượng Kim Thiệu, Ngài đang dạy một khóa thiền 10 ngày ở Thiền Viện Phước Sơn, từ ngày 4 đến 14 có 1.000 người đến tham dự khóa thiền đó. Mà chúng tôi là trụ trì, mà chúng tôi bị lỡ hứa ngoài này rồi, phải ráng mà ra. Tính hồi không có ra à, nhưng mà anh Quê Phin anh không chịu. Anh Quê Phin đây là anh Nguyên Giác, là anh cái người mà kết nối với các chùa ngoài này để mà mời chúng tôi ra giảng. Nhưng mà nó không được, sư đừng có mời, có nhờ người khác thế à, sư ta mời vua thì vua đi chứ đừng cử bộ trưởng. Cho nên là Phật cũng phán mà lê lết ở đây, mà đang bệnh mới bớt mà lại trời, nghe nói trời này lạnh đó chứ. Nhưng mà hôm qua tới nay thì cũng báo tin mừng cho vị là thiết chùa nào cũng qua nghỉ hết, những cái chùa khác thiết toàn là 1 tiếng rưỡi không, mà chùa này chỉ có thiết có khoảng chừng 20 phút rồi, 30 phút tối đa. Mấy chùa kia là tại thiết buổi tối buổi chiều rảnh rỗi không có làm gì, Phật tử họ cũng đến chùa nghe, mình kéo dài được. Nếu mình thiết mà họ nghe họ chú ý, mình kéo dài được. Còn đây kéo dài được hồi mình không ăn cơm, nó khổ vậy đó, nên thôi. Còn đi bát nữa, còn ăn cơm nữa, cho nên ngu gì thiết dài. Lát nữa còn đi bát nữa chứ, còn ăn cơm nữa, đúng không? Đó. Thì thưa quý vị, pháp tối thượng là gì? Chúng tôi xin nói 5 phút nữa rồi xin kết thúc. Pháp tối thượng đây là pháp học, pháp hành và pháp thành. Sống một ngày mà có được pháp học, có được pháp hành và có được pháp thành thì là được pháp tối thượng. Thế nào là pháp học? Nhớ một ngày quý vị học một câu kinh, chẳng hạn như kinh Pháp Cú này là 423 câu. Quý vị có cái điện thoại bấm lên kinh Pháp Cú là nó xuất hiện liền. À, kinh thơ, kinh dân dần, kinh dân xuôi gì, kinh Pháp Cú Hòa Thượng Thích Minh Châu, kinh Pháp Cú Hòa Thượng Giới Đức, kinh Pháp Cú Hòa Thượng Thiện Siêu, kinh Pháp Cú Pháp Sư Thâm Cao, là nó xuất hiện những bài kinh Pháp Cú lên liền. Và lúc đó mình chọn câu nào mình thích nhất mình học trước. Mà tới 423 câu thì mỗi ngày quý vị học một câu thì 423 ngày quý vị hết 423 câu một năm, thì là xem như là ngày nào mình cũng có phước rồi. Học một câu kinh là tích lũy một cái phước báo, mà tâm mình an trú trong pháp thì mình không có phải sợ cái gì, không lo lắng gì. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, si tư pháp, tâm luôn hằng niệm pháp, sẽ không rời chánh pháp. Tức là cái tỳ kheo này là ám chỉ tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, tu nữ, rồi sa di, vân vân. Tất cả là đệ tử Đức Phật. Mà nếu học được một câu kinh, tâm mình an trú trong pháp thì tự nhiên mình có phước báo, mình thấy được pháp. Đó. Có những người nói bạch sư, bạch thầy, con nghiệp nặng lắm, con học không thuộc. Người ta học 3 lần, 4 lần, 5 lần thuộc, con học 50 lần mà chưa thuộc. Thì thầy chúng tôi mới nói rằng học 100 lần thuộc sẽ thuộc. Và nếu người nào học 1 lần mà thuộc á thì phước có 1 lần. Còn cái người mà ngu ngu mà học tới 100 lần mới thuộc á thì phước 100 lần. Xin chúc mừng những người ngu. Phước 100 lần. Đúng không? Còn học 1 lần xong rồi cái bỏ đi làm chuyện khác, làm chuyện này chuyện kia rồi phiền não khởi lên thì phước đâu có, phiền não có chứ phước làm gì có. Cho nên mình học 1 lần không thuộc, 10 lần không thuộc, 100 lần sẽ thuộc. Mà nếu học 100 lần mà không thuộc thôi, uống thuốc chuột chết cho rồi, nghiệp nặng quá. Đúng không? Nhớ, đây là một cách để mình pháp thấy được pháp tối thượng. Pasato dhamma muttamang, thấy được pháp tối thượng. Mà bây giờ Đức Phật Ngài là thầy của mình,
là bổn sư của mình. Nam mô bổn sư Thích Ca Ni Phật mà, thầy của tôi mà, cha mẹ của tôi mà. Bây giờ cha mẹ mình dạy mình phải học chứ, thầy của mình dạy mình phải học. Bây giờ quý vị là Phật tử, xuất gia mà tại gia, tăng ni Phật tử là đệ tử của Phật, mà không học lời dạy Đức Phật, vậy ai vô đây học? Không lẽ mấy người theo đi nhà thờ học à? Mấy người cũng chuyên ở đạo Thiên Chúa học à? Hay là mấy người theo đạo Cao Đài Hòa Hảo họ học? Đâu có học. Mà mình cũng học nữa thì không biết ai học à? Phật pháp nó sẽ lu mờ đi, nó thành bóng mờ sương khói. Nên bổn phận trách nhiệm của mình là phải học, phải học. Một ngày một câu, một ngày một câu, một ngày một câu. Bây giờ trên mạng các sư các thầy mà giảng pháp nhiều lắm, vì lên mạng mở ra là có ngày, mà các vị cũng lặp lại lời Phật dạy thôi. Mình nghe được cái mình thấm, mình thấm cái mình thấy được pháp tối thượng à. Còn bây giờ mình không nghe, toàn là nghe chồng chửi, nghe vợ chửi không, phiền não dữ lắm. Nghe pháp thì không phiền não, mà nghe bạn bè nói chuyện hồi phiền não. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Đó là pháp tối thượng thứ nhất, cần phải thấy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Pháp tối thượng thứ hai là pháp hành. Mỗi ngày bây giờ phải pháp được, thấy được pháp tối thượng và pháp hành. Đó là thấy cái hơi thở vô và thở ra. Những người đang ngồi đây mình tất cả đều còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Sư xin chúc mừng quý vị, vì còn thở mới còn tu được. Còn thở còn tu, còn tu còn sống. Quý vị mở mạng nghe thầy giảng cái bài đó trên sư giảng cái bài đó trên chùa Hoằng Pháp. Còn thở còn tu, còn tu còn sống. Còn thở mới tu được chứ, tắt thở sao tu. Mà bám vào cái hơi thở để tu cũng giống như là bám vào cái phao để mà sống khi mình rớt xuống biển. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Đó, một pháp đó thôi. 84.000 pháp môn lận, nó nhiều dữ lắm. Thôi giờ thầy chỉ cho quý vị một pháp đó thôi. Ráng mà bám vào cái hơi thở. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng tu niệm cái hơi thở, ngài thấy cái hơi thở mà ngài thành Phật đó. Dưới cội Bồ Đề đó, Đức Phật tham thiền về số tức quan ngồi trên Bồ Đoàn dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, và đã thắng toàn bộ ma vương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Điều thứ ba là gì? Đó là pháp thành, nó thành tựu. Thành tựu đạo quả, thành tựu niết bàn. Niết bàn năng paramang xuất khăn. Niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không có tham sân si. Nếu người nào mà trong tâm của mình không có tham, không có sân, không có si, thì người đó có niết bàn, là người đó thành tựu pháp hành. Đó là pháp tối thượng. Chứ bây giờ phải giữ cái tâm mà đừng cho nó khởi lên cái tham sân si. Mà nếu có khởi lên tham sân si thì phải điều chỉnh ngay. Điều chỉnh là không cho nó khởi lên, và phải tìm một cách nào đó để mà không cho cái tham sân si nó khởi lên, bằng cách là trở về với cái hơi thở. Khi quý vị trở về với hơi thở thì tham sân si nó tan biến mất. Còn lại một phút phù du nữa. Sư xin nói ba cái khái niệm, ba cái hình tượng này để gì tu theo. Một là tu theo cái pháp môn bàn tay cứu rỗi hay bàn tay nắm giữ. Là đối với cuộc đời này, đối với ngôi chùa này, đối với các đệ tử này, đối với sư thầy này, sư phụ này, đối với bạn bè, anh em, chồng vợ này, là tu theo cái pháp môn là nước dính vô lá sen hay nước dính vô bông gòn. Đó. Nếu nước dính vô bông gòn thì nước không xài được, bông gòn không xài được. Dơ. Nước dính vô lá sen thì nước còn uống được, bông gòn lá sen còn xài được, còn gói bánh tét được, còn gói bánh in bánh ít được, còn gói cơm đấy chứ, xin lỗi, gói cơm hạt sen được, chứ có lá sen không có gói bánh tét được, thầy nói lộn. Đó. Nhưng mà bây giờ ứng xử trong cuộc đời này mà giống như nước dính bông gòn thì thôi, thầy xin thành kính phân u, vô cùng là thương tiếc, giảng sanh cực lạc. Còn với nước dính vô lá sen thì thầy xin chúc mừng, congratulations, xin chúc mừng.
Và cái người này không dính mắc cuộc đời này, vì cuộc đời này không đáng để mình dính mắc. Cái người chồng phản bội kia không đáng để mình dính mắc. Cái người vợ không chung thủy kia không đáng cho mình dính mắc. Cái những người con bất hiếu kia không đáng cho mình dính mắc. Người cha người mẹ chia tài không đồng điều kia không đáng cho mình phải dính mắc. Người đệ tử phản bội kia không đáng cho mình dính mắc. Ông sư phụ thương đệ tử không đồng điều không đáng cho mình dính mắc. Đó. Thì ba cái hình tượng này rất hay. Mà trong những ngôi chùa qua thầy cũng đều có đề cập, và chùa này thầy cũng đề cập để mong rằng là gì, quý vị tu được miếng nào hay miếng đó. Thời thuyết pháp xin được kết thúc trước khi dứt lời. Xin cầu nguyện phước lành tất cả chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu xin các ngài quan nghĩ hộ trì chư đại đức tăng ni, toàn thể chư Phật tử, nhất là các gia đình thí chủ hôm nay, năm điều phước báo sống lâu sắc tốt, ăn vui sức khỏe, có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng đệ tử chúng con nghiêng mình được y giáo phụng hành những lời vàng ngọc cao quý thuyết giảng Phật pháp Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Chánh. Sáng hôm nay, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.